Gieo anh đạo vàng rọi bốn phương, ánh sáng thầy soi tỏ mọi đường. Việt Nam đạo Phật cùng chí hướng, chí đức một lòng sáng như gương. Thầy chung Bắc Trung Nam khắp ba miền, theo cờ ngũ sắc chư tăng Phật từ đông lòng, nếu gương từ phụ sáng trong cõi đời. Mãi mãi gieo đời chọn một niềm tin, Việt Nam đạo Phật khắc in ngàn đời, chư tôn kế tục đời mai sau, người dân hoan hỷ nguyện cầu tự do tín ngưỡng thấm sâu đạo vàng. Ơn thầy công đức nặng mang, nước non ghi tạc sự vàng lưu danh, non cao rừng thăm biển xanh, Việt Nam đạo Phật tít cành đông. Áo vàng rọi bốn phương, ánh sáng thầy soi tỏ mọi đường. Việt Nam đạo Phật cùng chí hướng, chí đức một lòng sáng như gương. Thầy Trung Nam khắp ba miền, theo cờ ngũ sắc chư tăng Phật từ đông lòng, nêu gương từ phụ sáng trong cõi đời. Mãi mãi gieo đời chọn một niềm tin, Việt Nam đạo Phật khắc in ngàn đời, chư tôn kế tục đời mai sau, người dân hoan hỷ nguyện cầu tự do tín ngưỡng thấm sâu đạo vàng. Ơn thầy công đức nặng mang, nước non ghi tạc sự vàng lưu danh. Nam đạo Phật tít cành đâm hoa, Việt Nam đạo Phật tít cành đâm hoa, Việt
Việt Nam đạo Phật kết cành đâm hoa. Cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về giờ bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non la nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Đồng Hoan Nghị Chứng Minh. Kính thưa quý vị khách quý, đại biểu đại diện cho chính quyền các cấp sở tại và các ban ngành trực thuộc nơi địa bàn xã Đông Tạo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thuộc quốc giới Việt Nam. Kính thưa toàn thể hội trường Đồng Hoan Nghị Chứng Minh, trong những giờ phút thiêng liêng để chuẩn bị cho chương trình hành chánh của đại lễ khánh thành sắp diễn ra vào giờ này, xin thay lời cho ban tổ chức xin được trân trọng cung tuyên một phần về chương trình đại lễ hôm nay như sau. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý liệt vị, phần nghi lễ của đại lễ khánh thành ngày 18 tháng 11 năm Bính Thân nhằm ngày 16 tháng 12 năm 2016 tại chùa An Dưỡng trực thuộc địa bàn xã Đông Tạo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hôm nay gồm có: một, cung thỉnh chức sự, cung an chức sự ổn định nơi hội trường; 2, giới thiệu chương trình đại lễ; 3, niệm Phật cầu gia hộ; 4, phúc tưởng niệm thiêng liêng. Và sau đó là vào phần nội dung gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, diễn văn khai mạc, đọc quyết định thành lập ban tổ chức đại lễ khánh thành. Đại diện Phật tử dâng lên lời cảm tưởng kính mừng đại lễ hôm nay, phát biểu của chính quyền địa phương,
đón nhận những lẵng hoa, những phần quà thắm tình đạo vì cho đại lễ hôm nay. Phần 7, đạo từ của chư tôn đức chứng minh. Phần 8, cảm tạ của ban tổ chức. Phần 9, hồi hướng bế mạc lễ hành chánh trong lễ khánh thành. Và sau đó cung thỉnh chư tôn đức cũng như quý vị đại biểu, khách quý, chính quyền đại diện Quang Long Phật Điện cắt băng khánh thành, nghi lễ cắt băng khánh thành. Sau đó kính mời quý đại biểu cùng toàn thể hội trường đồng chụp ảnh lưu niệm. Và sau đó xin mời dùng cơm đạo tình thân mật. Đó là chúng con mạn phép thông tri chương trình của đại lễ khánh thành hôm nay. Về phần nghi lễ và nội dung, ngưỡng mong chư tôn đức và toàn thể đạo tràng đồng hoan hỷ chứng minh và liễu tri cho. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị khách quý đại biểu chính quyền các cấp, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử xa gần hiện diện, các nhân sĩ trí thức, các nhà mạnh thường quân hảo tâm, quý Phật tử xa gần đồng hoan hỷ chứng minh. Trong không khí trang nghiêm thiêng liêng buổi sáng hôm nay tại đạo tràng chùa An Dưỡng, xã Đông Tạo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, sáng ngày 18 tháng 11 năm Bính Thân nhằm ngày 16 tháng 12 năm 2016, theo nghi thức truyền thống của Phật giáo, vào giờ này chúng con thành kính cung thịnh chư tôn đức và mời toàn thể quý vị khách quý, toàn thể đạo tràng đồng hoan hỷ khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức, mời toàn thể quý vị khách quý và đạo tràng hoan hỷ đứng nguyên tại chỗ, dành một phút tưởng niệm đến hồn thiêng sông núi Việt Nam từ ngàn xưa, đến chư vị tiền nhân đã có công khai cơ kiến tạo những bậc và có công xây dựng kiến tạo nên đất nước quê hương Việt Nam từ ngàn xưa. Tưởng niệm đến Bác Hồ vì lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam cho đến ngày hôm nay, cũng như tưởng niệm các vị anh linh anh hùng dân tộc có công xây dựng gìn giữ bảo vệ đất nước trải suốt rất nhiều thời kỳ qua. Tưởng niệm liệt vị tổ sư khai sơn truyền thừa các đạo tràng Già Lam và chư thánh tử đạo cùng toàn thể chư anh linh vong quốc và tất cả tiên linh của chúng ta. Xin dành một phút tưởng niệm và xin được bắt đầu. A Di Đà Phật. Phút tưởng niệm vừa trôi qua, xin cung kính chư anh đức mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa quý vị khách quý đại biểu, đại diện chính quyền các cấp sở tại và đại diện các ban ngành trực thuộc, kính thưa toàn thể quý vị nhân sĩ trí thức, quý vị hảo tâm mạnh thường quân và toàn thể chư Phật tử thân mến, có được sự quang long của chư tôn đức tăng ni từ các nơi xa xôi, từ miền Nam, quý vị khách quý đại diện các ban ngành và toàn thể quý Phật tử xa gần, trong không khí mừng vui ấy xin được thay mặt cho ban tổ chức có đôi lời cung tuyên về lý do cho buổi lễ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị khách quý và toàn thể Phật tử đạo tràng hiện diện thân mến, tọa lạc trên một vùng đất vốn có hàng nghìn năm từ thuở Hùng Vương dựng nước, trực thuộc Bộ Giao Chỉ và sau đó đến thời Bắc thuộc với các tên trực thuộc vào Tượng Quận, rồi Đằng Châu, Đằng Đạo, vân vân. Qua các thời kỳ với nhiều tên gọi khác nhau nơi vùng đất này, mãi đến thời kỳ nhà Lý mới chính danh Lộ Khoái Châu. Là một trong 24 xã của vùng đất thiên nơi huyện Khoái Châu, Đông Tảo dưới thời vua Lê Hiến Tông của triều Lê Sơ Hậu Lê có được thêm một bà hoàng hậu hiệu Nam Cung,
nói tiếp truyền thống những lịch sử của chữ Đồng Tử, của Tiên Dung, của Tây Sa công chúa, nhằm có nơi để trở về an dưỡng lúc tuổi cao. Hoàng hậu Nam Cung đã thành lập một ngôi chùa nhỏ tại làng quê của mình. Trải qua thăng trầm của lịch sử, năm 1947, ngôi chùa nhỏ xưa đã bị tàn phá hoàn toàn vào thời Pháp thuộc theo chiến tranh. Đó là nỗi đau mất mát vô cùng to lớn. Nhưng suốt thời gian 70 năm, tuy không hiện hữu vật chất, nhưng ngôi chùa an dưỡng vẫn còn được ghi khắc sâu sắc trong tâm khảm những bậc cao niên nơi xã nhà. Cho đến năm 2010, đầy đủ nhân duyên nên sư Thích Nữ Liên Tường được trở về chùa xưa hương khói phụng thờ Tam Bảo liệt vị tiền nhân tổ tiên. Tháng duyên dần dần đến, hôm nay qua một thời gian dài cố gắng hết mình vì ngọn đèn chánh pháp được sáng mãi, ngôi chùa an dưỡng được tái kiến thiết trong sự quan tâm và nhiệt tình ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như sự nhiệt tâm của quần chúng Phật tử, quần chúng nhân dân nơi xã Đông Tạo, ngôi chùa an dưỡng đã được khang trang trở lại. Quả thật là mái chùa một sáng sắc vàng tươi, về đây nghe ấm cả lòng người. An dưỡng già lam mừng khánh lễ, chúc phúc trao nhau vạn nụ cười. Đó cũng chính là lý do chính của buổi lễ hôm nay, sáng 18 tháng 11, Bính Thân, nhằm ngày 16 tháng 12 năm 2016, đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng, xã Đông Tạo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên được bắt đầu. Về chứng minh và tham dự cho đại lễ khánh thành ngôi chùa An Dưỡng nơi làng quê Đông Tạo của chúng ta, ban tổ chức nhận thấy và được thành kính cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Đào Hiệu Thường Minh Hà Tâm, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã về chứng minh, xin thành kính cung thịnh giới thiệu Hòa thượng. Xin được thành kính cung thịnh và giới thiệu Đại đức Đào Hiệu Thích Minh Đức, trụ trì chùa Vạn Phúc, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cũng đã về tham dự chứng minh. Xin được thành kính được cung đón và giới thiệu Đại đức Thích Huệ Trung, trưởng lão tăng chúng nơi trú xứ chùa Phước Ân, huyện Tân Trụ cũng về chứng minh. Xin được thành kính được cung nghinh và giới thiệu Đại đức Đạo Hiệu Thích Tâm Hiếu, trụ trì chùa Tam Bửu, địa bàn xã Tân Kiên, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũng đã về chứng minh tham dự. Chư Tôn Thiền Đức Ni trong Giáo hội Phật giáo, ban tổ chức cũng được cung đón và xin được giới thiệu Ni sư Thích Nữ Thường Liên, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành cũng đã về chứng minh, xin được cung kính giới thiệu. Xin được cung đón và giới thiệu Ni sư Thích Nữ Ngộ Liên, trụ trì chùa Tân Châu, địa bàn huyện Châu Thành cũng đã về chứng minh tham dự. Và một vị vốn đầy nhiệt huyết và tâm nguyện cùng với chính quyền địa phương và nhân dân kiến thiết trùng tu nơi ngôi chùa an dưỡng để được trở thành khang trang trở lại sau 70 năm sự phục dựng ngôi chùa ấy, xin được trân trọng cung kính giới thiệu Ni sư Tích Nữ Liên Tường, trụ trì chùa An Dưỡng cũng hiện diện nơi đạo tràng đại lễ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa quý vị khách quý và toàn thể đạo tràng, về phía chính quyền sở tại, ban tổ chức được trân trọng đón tiếp và vui mừng giới thiệu ông Nguyễn Như Bảo, phó phòng nội vụ, trưởng ban tôn giáo huyện Khoái Châu, xin được trân trọng giới thiệu ông. Ban tổ chức cũng được đón tiếp và vui mừng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tá, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Đông Tảo, cũng đã trở về tham dự. Ban tổ chức cũng đã được vui mừng đón tiếp và xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Chiến, phó bí thư đảng ủy xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đông Tạo cũng đã về tham dự, xin được trân trọng giới thiệu ông. Ban tổ chức cũng được vui mừng đón tiếp và trân trọng giới thiệu ông Giang Nam Khương, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Đông Tạo cũng đã trở về tham dự, xin được trân trọng giới thiệu ông. Ban tổ chức đại lễ cũng được vui mừng đón tiếp và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Thuần, phó
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo kiêm trưởng ban tôn giáo, trưởng ban tổ chức đại lễ khánh thành chùa An Dưỡng, xin được trân trọng giới thiệu ông. Ban tổ chức cũng vui mừng đón tiếp và trân trọng xin được giới thiệu ông Lê Hồng Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Tảo cũng đã trở về tham dự, xin được trân trọng giới thiệu ông. Và ban tổ chức cũng rất vui mừng được đón tiếp và giới thiệu toàn thể quý vị khách quý đại biểu đại quyền chính quyền các cấp, các ban ngành trực thuộc xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cũng đã trở về tham dự, xin trân trọng giới thiệu chung. Và ban tổ chức cũng không quên những cái bắt tay vui mừng đón tiếp quý vị nhân sĩ trí thức, các đại diện hội liên hiệp thanh niên phụ nữ, các đại diện hội trên địa bàn cũng như toàn thể quý Phật tử xa gần và đồng bào Phật tử đã trở về tham dự cho đại lễ hôm nay được thêm phần trang nghiêm trên dưới 200 vị, xin trân trọng giới thiệu chung. Và có thể cũng xin được mạn phép từ giới thiệu chúng con người hỗ trợ cho chương trình nghi lễ hôm nay, tỳ kheo pháp danh Thích Tắc Hiền, trưởng ban thông tin truyền thông ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, xin được tự giới thiệu và xin được chúc mừng đại lễ cũng như kính chào toàn thể quý vị khách quý và hội trường A Di Đạo Phật với lời chào nồng nhiệt nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, chứng minh quý vị khách quý, toàn thể hội trường đồng hoan hỷ chứng minh. Theo chương trình đại lễ hôm nay, vào giờ này, ban tổ chức xin được trân trọng kính thỉnh Ni Sư Thích Nữ Liên Tường, Phó Ban Thường Trực ban tổ chức trùng tu kiến thiết và cũng là phó ban của ban tổ chức đại lễ khánh thành hôm nay nơi chùa An Dưỡng hoan hỷ tuyên đọc diễn văn khai mạc cho đại lễ, xin được trân trọng kính thỉnh ni sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính ngưỡng bái bạch chư Phật pháp tăng mười phương ba đời. Thành tâm kính bạch chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư. Thành tâm kính lễ chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức, Ni Sư cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành huyện Khoái Châu và xã Đông Tảo. Kính thưa quý quan khách, các doanh nghiệp, quý tín đồ Phật tử thập phương gần xa. Kính thưa chư liệt vị, lời đầu tiên cho chúng con, chúng tôi gửi đến chư liệt vị lời chào mừng đại hoan hỷ, kính chúc quý vị luôn được an lành trong ánh từ quang từ bi của Đức Phật. Như tất cả chúng ta đều biết, cách đây hơn 2 năm, vào ngày rằm tháng 4 năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 13 tây tháng 5 năm 2014, tại nơi đây, chúng ta đã long trọng tổ chức lễ động thổ xây dựng ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng, trong khu văn hóa tâm linh trung tâm lễ hội chữ đồng tử Thiên Dung Tây Sa Công Chúa tại xã Đông Tạo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trải qua thời gian xây dựng lâu dài với nhiều thử thách khó khăn vất vả, nhưng nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, được sự quan tâm ủng hộ của chính quyền, sự góp phần công đức của quần chúng gần xa cùng tín tâm bất động của những người con Phật, tất cả sự đồng tâm này đã tạo nên một đại lực đưa đến sự hoàn thành ngôi Tam Bảo đang hiện hữu trước mắt tất cả chúng ta như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là một sự kiện quan trọng đối với xã nhà, bởi vì công trình này không phải là việc xây dựng ngôi chùa bình thường, mà là cùng nhau chúng ta tiếp nối tâm nguyện những bậc tiền nhân tái dựng lại ngôi chùa An Dưỡng trên nền cổ tự xa xưa, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Bởi vì các bậc cha ông của chúng ta nhận biết rằng ngôi chùa không những là nơi duy trì và truyền bá Phật Pháp, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho làng nước,
là biểu tượng văn hóa của quê hương, là mái ấm thân thiết gần gũi của nhân dân địa phương và là nơi hướng về tâm linh của thập phương tín đồ Phật tử. Kính thưa quý liệt vị, chùa An Dưỡng theo các chuyên gia khảo cổ tự cùng với những tương truyền trong dân gian là ngôi chùa xưa do Nam Cung Hoàng hậu xây dựng vào thời đại Triều Lê, vua Lê Hiến Tông năm 1497 năm 1504. Trải qua thời gian 5 tháng, dù rằng đã bị tàn phá hoàn toàn vào thời Pháp thuộc khoảng năm 1947, nhưng hình ảnh ngôi cổ tự này vẫn còn được khắc ghi trong tâm khảm của những bậc cao niên nơi xã Đông Tảo. Do vậy, tái dựng được cảnh sắc ngôi chùa tôn nghiêm trên nền cổ tự xa xưa chính là chúng ta đáp ứng được niềm khắc khoải và mong đợi không nguôi của bậc tiền nhân, đúng theo tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, người con hiếu thảo, luôn nhớ đến tâm nguyện của bậc cha ông. Ngôi tâm bảo hiện hữu hôm nay chính là chúng ta đã báp phần nào thâm ân cao quý ấy. Thực sự, nơi nền chùa An Dưỡng cổ năm xưa này, với sự chấp thuận và cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu và Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo, chúng ta đã lần lượt xây dựng từng hạng mục như sau. Lần thứ nhất vào ngày 2 tháng 12 năm Kỷ Sửu, nhằm ngày 11 Tây Tháng Giêng năm 2010, chúng ta đã bắt đầu tiến trình xây dựng khu văn hóa tâm linh, động thổ xây dựng ngôi nhà năm gian. Dưới tòa sen vàng, hương trầm tòa ngát nhân gian. Người đã cho con niềm thương yêu giữa cuộc đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xuân tươi. Quan Âm cứu cô, Quan Âm cứu làn đời con dạng người. Quy lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, 12 nguyện lớn dòng mắt mong cứu giúp bao người qua cơn khổ lạn từ bi độ đời. Khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn, dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời, cho con cuộc sống đầy an vui, cho con cuộc sống đầy xuân tươi. Quan Âm cứu cô, Quan Âm cứu làn đời con dạng người, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xuân tươi. Quan Âm cứu cô, Quan Âm cứu làn đời con dạng người, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xuân tươi. Quan Âm cứu cô, Quan Âm cứu làn đời con dạng người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa quý vị khách quý,
Kính thưa toàn thể hội trường thân thương, sau lời phát biểu chân tình thành kính của những người Phật tử nơi đạo tràng chùa An Dưỡng đã từng gắn kết và hỗ trợ cho Phật sự được thành tựu như vừa thấy, hôm nay xin đạo tràng và toàn thể hội trường dành ít phút để thay mặt ban tổ chức xướng danh tuyên dương công đức của một số vị phương danh Phật tử cũng như các nhà mạnh thường quân hảo tâm đã cúng dường hỗ trợ cho ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng được thành tựu hôm nay. Trong khi đó, quý vị hỗ trợ trong ban văn nghệ chuẩn bị phần tiết mục của mình. Sau phần tuyên dương công đức, quý vị sẽ cùng chúc mừng đại lễ một tiết mục nữa. Và sau đó, ban tổ chức sẽ mời sự phát biểu của chính quyền. Và kế tiếp là đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh. Xin quý vị hoan hỷ liệu tri cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bạch Chư Tôn Thiện Đức Chứng Minh. Kính thưa quý vị khách quý và toàn thể hội trường, hôm nay ban tổ chức xin dành ra những tràng pháo tay cũng như những lời chân tình nhất để tuyên dương công đức của quý vị Phật tử, quý vị mạnh thường quân, nhân sĩ trí thức, một gia đình sư cô Phúc Thịnh và Phạm Nhân Tâm, hai gia đình Phật tử toàn trong nhóm cô Diệu Đông, thành phố Hồ Chí Minh, ba gia đình cụ Nguyễn Thị Sơn và Trần Bạch Yến, Đức Quốc. Với số tịnh tài và tượng thánh hiền trị giá tương đương 40 triệu và tổng cộng số tịnh tài ấy khoảng 78 triệu. Ban tổ chức sẽ xin được xướng danh bốn gia đình cụ Hoàng Thị Nở, phố Tư Đình, Long Biên, Hà Nội, năm cửa hàng vàng bạc Dũng Mùa, Khoái Châu cùng thánh tượng Phật Thích Ca trị giá khoảng 60 triệu, sáu gia đình bác Nguyễn Oanh, Diệu Hạnh, USA, bảy ni trưởng Minh Liên và sư cô Hiến Liên cùng tập thể chư ni Tịnh Xá Ngọc Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tám đoàn Phật tử thành phố Tân An, Long An, chín gia đình bà Đỗ Thị Gái đóng lễ, 10 gia đình ông Bạch Quốc Hưng, Hà Đông, 11 gia đình của Ngô Thị Hồng và Nguyễn Mạnh Tường, thành phố Tân An, 12 gia đình bà Nguyễn Thị Sáu, Hạnh Ngọc và Dứt Ray Khoa Lê, thành phố Tân An, 13 gia đình ông Nguyễn Trọng Liệt, cao nến tượng Đức Ông trị giá tương đương 40 triệu, 14 gia đình bà Lê Thị An, bà Hoa, địa bàn Đoàn Kết, 15 gia đình Vũ Thị Ngân Hà và Lê Văn Ghi, thành phố Hồ Chí Minh, hai tượng hộ pháp và tiêu diện cùng các hoa sen bậc cầu thang, 16 ni sư Thường Liên và ni chúng chùa Châu Long, tỉnh Long An, 17 gia đình bà Phạm Tuyết Nhung, Diệu Huế, Đức Quốc, 18 gia đình bà Bạch Tuyết và Mai Lê, Đức Quốc, 19 gia đình bà Vũ Thị Lê, Tân Tiến, 20 Phật tử Khiêm Liên, thành phố Tân An, Long An, 21 gia đình Phạm Thị Thanh Hương, Nhật Bản, 22 gia đình Phật tử Nguyễn Thị Phiên, Trung Đình, 23 Nguyễn Thị Liên và Vũ Quang Huynh, Đống Đa, Hà Nội, 24 gia đình ông Lưu Trí Chiến, Nguyễn Thị Đô, Nguyễn Thị Trực, Kim Xá, 25 ni sư Ngộ Liên, chùa Tân Châu, tỉnh Long An, 26 gia đình Nguyễn Hữu Mạnh và Hoàng Thị Hiến, Trung Đình, 27 gia đình ông Nguyễn Trọng Tuệ, Trung Đình. Thượng tọa Thích Minh Đức trụ trì chùa Vạn Phúc, thôn Vân Cầu, Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Gia đình bà Giang Thị Sáu, thôn Đoàn Kết, Đông Tảo. Nhóm ông Nguyễn Trọng Tăng, thành phố Hà Nội. Gia đình ông Nguyễn Trọng Đời, Trung Đình, tượng Phật Quan Âm và 15 triệu tiền mặt. 30 gia đình ông Nguyễn Đạt Dùng và Lưu Thị Thủy đóng lễ. 31 gia đình cô Hương, Tân Phú và Nguyễn Bá Long, Hà Nội. 32 gia đình ông Phạm Văn Tình và Lưu Thị Khí. Số 31 gia đình Hương Tân Phú và Nguyễn Bá Linh có một thùng công đức gỗ cùng với một chuông 16 triệu và tiền mặt 12 triệu. 34 Phật tử Lê Thúy Ngân, Đức Quốc. Gia đình ông Đỗ Đình Hoàng, Nguyễn Thị Bền. Gia đình cô Phương, Đoàn Kết. Gia đình Lưu Thị Thúy, Hà Nội. Ni sư Trân Liên và Ánh Liên, tỉnh Xá Ngọc An, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Gia đình bà Chu Thị Nhật, Kim Xà. Gia đình ông Nguyễn Đạt Long, Hà Nội. Gia đình ông Giang Lê Duy, Đoàn Kết. Gia đình ông Giang Lê Hương và Nguyễn Thị Thu, Hà Nội. Gia đình ông Lưu Trí Phong, đóng lễ. Gia đình Lê Văn Phu và Nguyễn Thị Hân, Đoàn Kết. Gia đình bà Đỗ Thị Hường, Văn Giang.
Gia đình ông Nguyễn Như Thế, Nguyễn Thị Bức, phố chợ. Xin quý vị niệm tình hoan hỷ. Có lẽ là trong danh sách tuyên dương hôm nay vẫn chưa đầy đủ về thành phần và phương danh chư vị tín chủ mạnh thường quân, nhưng do thời gian có hạn để phục vụ cho đại lễ, ban tổ chức cũng xin được gửi lời trân trọng đón nhận những tấm lòng vàng ấy và trân trọng cảm ơn sự nhiệt thành vì ngọn đèn chánh pháp và vì ngôi chùa An Dưỡng Thế Giới Tâm Linh để hỗ trợ cho cuộc sống tâm linh của người dân nơi đây nói riêng và toàn quốc nói chung trong niềm vui không tả này. Xin trân trọng tri ân những tấm lòng vàng ấy khắp gần xa và còn nữa, còn rất nhiều nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này xin mời quý vị đảm nhiệm tiết mục văn nghệ chúc mừng đại lễ hôm nay, bắt đầu phần chúc mừng của mình. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng tán dương và cảm ơn lời ha ca ngọt ngào với nhạc phẩm mang tên Thầy Tôi đóng góp chúc mừng cho đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng hôm nay. Trân trọng tán dương và kính chúc sức khỏe. Hôm nay đây, sự kết hợp hài hòa giữa sự quan tâm nhiệt tình của chính quyền địa phương đối với công tác trùng tu tái tạo ngôi Tam Bảo đem lại hình ảnh văn hóa tâm linh cho dân làng. Vào giờ này,
để tri ân và được lắng nghe những lời đào tình của chính quyền địa phương với sự ưu ái cho sự phát triển của những ngôi chùa tâm linh, ngôi chùa hoang hóa nơi đạo tràng, nơi địa bàn. Xin trân trọng thay lời ban tổ chức. Kính mời ông Nguyễn Như Bảo, Phó phòng Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo huyện Khoái Châu hoan hỷ đứng trước nơi đại lễ khánh thành có đôi lời đạo tình thân thương. Xin trân trọng kính mời ông và đạo tràng xin cho một pháo tay đón mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các cụ, các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Lời đầu tiên được về dự đại lễ khánh thành chùa An Dưỡng, xã Đông Tảo, cho phép tôi thưa ủy quyền Ủy ban Nhân dân huyện và thay mặt lãnh đạo của phòng nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng, xin nhiệt liệt gửi lời chào mừng tới các quý vị hiện diện trong buổi lễ và chúc buổi lễ thành công viên mãn. Kính thưa các quý vị, biểu tượng truyền thống của làng quê Việt Nam là cây đa, giếng nước, sân đình, mái chùa, mang đậm nét bản sắc từ ngàn xưa. Nhà thơ Tịnh Không đã viết: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Qua các thời kỳ, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta luôn chăm lo tạo điều kiện cho các tín ngưỡng tôn giáo phát triển bình đẳng. Đạo Phật hiện là một tôn giáo hòa bình, được thế giới tôn vinh với giáo lý từ bi hỷ xả, chống tham sân si trừ điều ác, hướng thiện nhân ái. Trên 2.000 năm qua, Đạo Phật đã đồng hành cùng dân tộc, từ thời Lý Trần đã trở thành quốc đạo của Việt Nam, ngày nay đang làm bạn của Đảng, của Nhà nước ta, hướng dẫn nhân dân, tín đồ tôn giáo, đoàn kết hòa hợp, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng xã hội mới tiến bộ văn minh. Việt Nam ta là nước đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. 6 tôn giáo lớn được nhà nước công nhận đó là Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành, Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo và Đạo Hồi. Đồng hành có tín ngưỡng dân gian, thờ Vua Hùng là tổ của Việt Nam, ngày quốc tổ vào mùng 10 tháng 3 âm lịch và đã được luật hóa. Ở mỗi miền quê, thờ các vị thần, vị thánh, người có công với đất nước, với làng xã. Về tín ngưỡng gia đình thì xây dựng các từ đường dòng họ thờ ông bà, cha mẹ. Huyện Khoái Châu, vùng đất địa linh nhân kiệt, là huyện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có 20 năm xã và thị trấn, đã có 20 di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia và 20 di tích lịch sử cấp tỉnh. Hiện nay có 71 chùa và nơi thờ Phật trên 95 làng cổ và 25 xã đó, thì công giáo có 130 công giáo có 13 nhà thờ và 130 đình đền miếu tín ngưỡng, trong đó 71 ngôi chùa. Trước Phật đường An Dưỡng Tự, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh sự đồng thuận, phát huy sự đoàn kết, sức mạnh đoàn kết toàn dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã Đông Tảo cùng với Ni Sư Thích Nữ Liên Tường, trụ trì là sứ giả của Đức Như Lai, đã trọn đời vì đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện lời Bác Hồ dạy: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đã mở cửa từ bi, tập hợp công đức, xây dựng kế hoạch trùng tu tôn tạo nơi thờ kính có ý nghĩa lịch sử thiêng liêng này. Xin nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận công đức, những tấm lòng vàng của quý Phật tử nhân dân, những nhà hảo tâm đã công đức vô lượng với ý nghĩa người giàu một bó, người khó một nén theo Đức Phật dạy. Xin thỉnh cầu Đức Phật gia hộ cho quốc thái dân an,
cho các quý vị cùng gia đình bình an thành đạt. Xin đề nghị đại lễ nhiệt liệt hoan hô, chúc mừng và biểu dương những thành công trên. Nhân duyên hội đủ, ni sư Thích Nữ Liên Tường, người thầy của Phật tử chùa An Dưỡng có đạo hạnh và đạo pháp uyên thông, được cắt cử trụ xứ trở thành công dân xã Đông Tảo, tu sĩ sớm xuất gia tu học tại các nước Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, có bằng tiến sĩ Phật học, là giảng sư cao cấp của giáo hội, làm Phật sự nặng duyên với Phật tử chùa An Dưỡng, với tình cảm sư với vãi như vải với nâu, nâu kia mà nhạt, vải đâu có bền. Ngay từ khi mới về chùa, không nỡ rời đi, thầy đã chịu thương, chịu khó, cần mẫn chắt chiu, mở cửa từ bi, nhờ sự gia hộ của chư Phật mười phương, đại hùng, đại lực, đại từ bi, từ hai bàn tay và khu đất trống, nền chùa, bị giặc Pháp đốt phá từ năm 1942 để lại. Sự gia ân của hồn thiêng hội tụ nơi mảnh đất Đông Tảo Đông, Đông Tảo Nam đã kết tinh giúp sức cho sư thầy về trí lực, vật lực, tài chính để xây dựng nên công trình kỳ diệu này. Phật tử Đông Tảo mãi mãi ghi lòng cảm ơn sư thầy Thích Nữ Liên Tường là nhà tổ chức tài ba, luôn tiến công và với tinh thần dòng dõi con cháu bà Trưng bà Triệu được tiếp thêm dũng khí của nữ tướng Ba Định, người con của đất Thành Đồng, tổ quốc đồng khởi năm xưa. Nhiều Phật tử cao niên đã phát biểu cảm tưởng vẫn còn như cảm thấy trong mưa, không phải là sự thật. Và sự thật này thật không ngờ, giờ đây tuổi thọ của chúng tôi, của những hàng Phật tử cao niên ngày càng được nâng lên. Đó là những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã gửi gắm tâm linh tình cảm bằng những đường nét kiến trúc truyền thống kết hợp với hiện đại của công trình Phật đường An Dưỡng Tự. Có cách nói ví von, xây dựng một ngôi chùa để giáo dục đạo đức sẽ bớt đi một nhà tù cho kẻ phạm tội. Quan hệ nhân quả hướng tới chân thiện mỹ là tính nhân văn cao đẹp mà tư tưởng của Đức Phật và đạo đức xã hội chủ nghĩa luôn hướng tới. Tiếng chuông chùa ngân lên và lời kinh sớm chiều tại vùng đất thiêng An Dưỡng Tự và đền cây gáo trưa nhằm tưởng niệm tri ân các chiến sĩ cách mạng, đồng bào trong kháng chiến chống ngoại xâm ngay tại cây đa căm thù cạnh chùa đã ghi lại chính chứng tích giặc Pháp treo cổ 42 chiến sĩ cách mạng trung kiên nhằm uy hiếp tinh thần kháng chiến của quân và dân ta. Chùa An Dưỡng là công trình văn hóa Phật giáo với kiến trúc hiện đại đáp ứng sự mong mỏi của nhiều thế hệ Phật tử. Hôm nay có người nỗi hẹn phải đi xa bởi vì quy luật của tạo hóa, xin cầu chúc cho họ cõi âm siêu về với niết bàn con Phật, đồng thời góp phần hoàn thiện các thiết chế văn hóa của địa phương, tiếp thêm sức mạnh và động lực để cùng nhân dân, cùng đảng bộ, chính quyền xã Đông Tảo phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sớm về đích đạt các tiêu chí và trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Kính thưa các quý vị, chúng ta đang sống trong thời đại Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Trong văn bia văn miếu Quốc Tử Giám cũng còn ghi, hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì quốc gia thịnh. Nhận thức điều này, bổn phận của mỗi gia đình Phật tử hãy động viên thực hiện tốt phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, phấn đấu là gia đình văn hóa tiêu biểu để xứng đáng với quê hương, với đất nước. Bởi gia đình là nền tảng của xã hội, sản sinh, nuôi dưỡng và cung cấp nguồn hiền tài cho đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ được thế giới tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa lớn. Sinh thời, Bác Hồ dạy chúng ta, trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc, người có bốn đức cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Người nhấn mạnh việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức như rửa mặt hàng ngày. Đạo đức là cái gốc,
người có đạo đức sẽ giúp ích nhiều cho xã hội, cho đất nước. Tương đồng với sự giáo dục đạo đức con người, Đức Phật dạy chúng ta tu cái tâm thiện, trừ cái tâm ác. Trong Kinh Pháp Cú, điều 342, Đức Phật ghi: hương của các loài hoa không ngược bay chiều gió, hương của người đức hạnh ngược gió bay muôn phương. Từ nay, Phật tử Đông Tảo, chúng ta tự hào mà nói với bạn bè rằng, quê em có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm, 30 mồng 1 ngày rằm, sắp xếp công việc, em chăm lễ chùa. Và để ngừng đời, xin kính chúc chư tôn thiền đức, tăng ni, các cụ, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân vạn sự cát tường như ý. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội trường, quả thật là những lời phát biểu chân thành và chí tình đạo nghĩa, bởi vì nằm trong ý nghĩa thiêng liêng đạo vàng thêm sáng mạnh hơn lên, tô điểm mãi cho linh hồn dân tộc, uống nước nhớ nguồn, con dân nhớ gốc, dân tộc trường tồn phải nhớ Bổn Như Lai. Thật vậy, với những lời tác bạch chí tình vừa qua của ông Phó Phòng Nội vụ kiêm trưởng ban tôn giáo huyện Khoái Châu, quả thật là những lời đạo tình và tâm tình thật là thấm thiết giữa đạo và đời. Giờ đây xin chúc mừng cho sự gắn kết ấy và chúc mừng kính nguyện cho được mãi mãi trường tồn. Xin được trân trọng chúc mừng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội trường, về để tham dự cho đại lễ hôm nay, ngoài những lời tâm tình thấm thiết như thế, ông còn đại diện cho đảng quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân và các ban ngành nơi huyện Khoái Châu có phần quà để kính mừng đại lễ. Và giờ này xin bộ phận thư ký của tổ chức, bộ phận tiếp lễ hoan nghỉ hỗ trợ phần quà để ông sẽ trao cho ban tổ chức đại lễ khánh thành hôm nay. Và xin thay lời cho ban tổ chức trân trọng kính thỉnh ni sư Thích Nữ Liên Tường hoan hỷ quang lâm phía trước lễ đài để đón nhận phần quà của đại diện đảng quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành huyện Khoái Châu do ông Nguyễn Như Bảo đại diện sẽ trao cho đại lễ khánh thành hôm nay. A Di Đà Phật. Xin trân trọng với một tràng pháo tay đón nhận phần quà vô cùng cao quý và chân tình của đại diện huyện Khoái Châu. Xin trân trọng. Đại đức Thích Minh Đức trụ trì chùa Vạn Phúc, chùa Long Vân, nơi xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu cũng có phần lẵng hoa kính mừng đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng hôm nay. Một lần nữa cung thỉnh ni sư Thích Nữ Liên Tường trụ trì chùa An Dưỡng hoan hỷ bước đến trước. Cung thỉnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật Chuẩn Đề, tượng Đức Ông, tượng Thánh Hiền và một số pháp khí đã gửi nhờ nơi đình thôn Đông Tạo Đông từ thời chiến tranh trở về an vị đất chùa xưa như ngày hôm nay. Kế đến, do nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của tín đồ Phật tử được sự chấp thuận của chính quyền, nhà chùa đã dần mở rộng nhà khách, nhà ăn, nhà bếp và sân vườn. Và tiếp theo, vào ngày rằm tháng 4 năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 13 Tây tháng 5 năm 2014 là tiến hành lễ động thổ xây dựng ngôi Tam Bảo là tâm linh chính của ngôi chùa để đáp ứng sự trăn trở của những người con Phật mong ước có nơi tụng niệm, lễ bái, tu tập, trở về cội nguồn tâm thức. Từ khi tái dựng lại cảnh già lam trên đất chùa An Dưỡng cổ đến nay thấm thoát đã hơn 7 năm, với đạo tâm và sự nhiệt tình của quần chúng Phật tử tại địa phương, cũng như sự ủng hộ của chư tín đồ Phật tử khắp nơi, cùng sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các ban ngành, sinh hoạt Phật Pháp dần dần đã có phần khởi sắc nơi đây. Kính thưa quý vị, theo âm hưởng ngôi cổ tự năm xưa, nên công trình xây dựng lại ngôi Tam Bảo có quy mô tương đối lớn, kinh phí có phần cao. Tuy nhiên, với tâm nguyện thiết tha gần 70 năm của dân chúng là tái dựng lại ngôi chùa An Dưỡng cổ, nay hội đủ duyên lành đã trở thành hiện thực trong thời gian kiến thiết nhờ Tam Bảo gia hộ, nhờ vào sự hợp tâm, hợp lực, pháp tâm công đức, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của Phật tử gần xa. Dù kinh phí vẫn còn thiếu hụt, nhưng ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng vẫn được hoàn thành tương đối, ngõ hầu đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt Phật Pháp của thập phương tín đồ Phật tử.
Sau lễ khánh thành, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện ngôi Tam Bảo, cũng như xây dựng các hạng mục tiếp theo là tạc tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và đúc đại hồng chung đúng theo tinh thần tín ngưỡng tâm linh trong dân gian, xây chùa tạc tượng đúc chuông, ba công đức lớn thập phương nên làm. Tóm lại, trong thời gian qua, nhà chùa không thể nào không nói lên lời tán thán đạo tâm và nhiệt tình của tất cả quý đạo hữu và nhân dân địa phương, những vị đã thành tâm trực tiếp từ sơ khai mãi cho đến bây giờ, luôn tiếp tay, hợp tâm, hợp lực công quả, góp công, góp của để chung lo Phật sự, chăm nom xây dựng, duy trì, phát triển ngôi chùa An Dưỡng Đông Tảo, nơi mảnh đất quê hương thân thương này. Ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng hiện hữu như ngày hôm nay chính là thành quả chung của tất cả chúng ta, là sự kết tinh tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh của những người con Phật, là sự kết tụ ân đức bao đời của bậc tiền nhân. Thành tựu hôm nay mà có được là nhờ tín tâm bất động vào Tam Bảo của quý Phật tử. Hằng ngày, quý Phật tử địa phương nỗ lực, tinh tấn, sắp xếp thời gian đến chùa tu học, chấp tác, công quả, cúng dường. Quý Phật tử nơi xa luôn quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần để duy trì mạng mạch Phật Pháp và phát triển ngôi Tam Bảo này. Thành quả tu học trong những khóa tu thiền, những thời khóa công phu tụng niệm, sự kiên trì trong các Phật sự, mồ hôi và sự lao nhọc của quý vị luôn được khắc ghi và tiếp tục tăng trưởng mà không bia đá nào đủ khắc ghi, bởi vì công đức của quý vị là công đức vô lượng, vô biên, không thể nào kể xiết. Thiện tâm và công đức của tất cả chư liệt vị dành cho ngôi chùa An Dưỡng cổ ở làng xã thật vô cùng cảm kích, không ngôn từ nào có thể biểu lộ hết niềm hoan hỷ và tri ân này. Với sự khiêm tốn nhưng trân trọng, phương danh công đức của quý vị sẽ được chạm khắc lên biên đá ốp quanh nền ngôi Tam Bảo, như để kính trình lên Tam Bảo, đồng thời lưu lại kỷ niệm cho các thế hệ đi sau cảm nhận được tâm thành cao đẹp của bậc tiền nhân. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ, qua nét mặt hân hoan của mọi người đang hiện diện, chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui chung của tất cả với niềm hoan hỷ vô biên trong ngày trọng đại khó quên này. Một lần nữa, chúng con xin tâm thành kính lễ, thăm tạ chư tôn đức tăng ni đã không nể đường xá xa xôi, quang lâm về vùng thôn quê hẻo lánh chứng minh buổi lễ, và chúng tôi hết lòng tán dương sự hiện diện và công đức đóng góp của toàn thể chư thiện nam tín nữ gần xa. Thay mặt ban tổ chức, thay mặt ban kiến thiết, chúng con, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng Đông Tảo hôm nay. Nam mô thành tựu trang nghiêm công đức Phật, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin trân trọng cảm niệm tri ân công đức của Ni sư Thích Nữ Liên Tường, người đảm nhiệm vai trò là phó ban thường trực của ban tái kiến thiết chùa An Dưỡng, vừa tuyên đọc diễn văn khai mạc cho đại lễ. Vào giờ này, tiết kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa quý vị khách quý và toàn thể hội trường, một tiết mục, một dân hoa kính mừng đại lễ khánh thành chùa An Dưỡng do các em thanh thiếu niên Phật tử nơi đạo tràng chùa An Dưỡng với sự hướng dẫn của anh chị. Vào giờ này xin được dâng lên kính mừng đại lễ khánh thành hôm nay, ngưỡng mong chư tôn đức đồng hoan nghị chứng minh và thưởng thức A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính mời. Oh,
một tràng pháo tay để tán dương công đức và cũng kính mừng cho đại lễ hôm nay. Và thay lời ban tổ chức trân trọng cảm ơn các em đã dâng lên những lẵng hoa vô cùng tươi thắm để đón mừng cho đại lễ khánh thành hôm nay, góp thêm một phần trang nghiêm cho đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo tại quê nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo cho chương trình đại lễ khánh thành hôm nay, thừa sự quỷ nhiệm của ban tổ chức cử hành đại lễ khánh thành chùa An Dưỡng, xin được thay lời cho ban tổ chức có đôi lời xin được tuyên đọc quyết định về việc thành lập ban tổ chức đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng tại xã Đông Tạo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hôm nay. Ngưỡng mong chư tôn đức và toàn thể quý đặc vị trong hội trường đồng hoan hỷ chứng minh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Đông Tạo, ngày 5 tháng 12 năm 2016. Ủy ban nhân dân xã Đông Tạo, số 72 trên QĐ UBND quyết định về việc thành lập ban tổ chức lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng. Ủy ban nhân dân xã Đông Tạo căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ pháp lệnh tôn giáo năm 2004, nghị định số 92, nghị định chính phủ 92 trên ND gạch CB ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và thông tư 06, thông tư Bộ Nội vụ 06 trên TT gạch BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ. Căn cứ kế hoạch số 29, kế hoạch nội vụ 29 trên KH gạch NV ngày 9 tháng 12 năm 2013 của Phòng Nội vụ huyện Khoái Châu về việc chỉ đạo hướng dẫn xây dựng tôn tạo khu văn hóa tâm linh chùa An Dưỡng cổ và đền cây gáo xã Đông Tạo, xét đề nghị của công chức văn hóa xã hội, quyết định điều 1 thành lập ban tổ chức lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng gồm các ông bà có tên sau: một, ông Nguyễn Trọng Thuần, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng ban; hai, ông Lê Hồng Giang, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, phó ban; ba, sư thầy Thích Nữ Liên Tường, trụ trì chùa An Dưỡng, phó ban; bốn, ông Giang Tiến Mạnh, cán bộ văn hóa xã hội, ủy viên; năm, ông Nguyễn Tiến Dũng, văn phòng thống kê, ủy viên; ông Nguyễn Khắc Viện, trưởng công an xã, ủy viên; ông Giang Lê Khuyến, chủ tịch hội cựu chiến binh xã, ủy viên ban tổ chức; bà Nguyễn Thúy Hường, chủ tịch hội nông dân xã, ủy viên ban tổ chức; bà Lưu Thị Phương Thủy, chủ tịch hội phụ nữ xã, ủy viên; 10, bà Phạm Thị Tho, chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong, ủy viên; 11, ông Chu Văn Kiển, chủ tịch hội người cao tuổi, ủy viên; 12, ông Tạ Đình Tô, chủ tịch hội chữ thập đỏ xã, ủy viên; 13, ông Nguyễn Anh Tuấn, bí thư đoàn xã, ủy viên; 14, ông Lê Quang Thắng, trưởng thôn Đông Tạo Nam, ủy viên; 15, ông Lê Huy Ánh, trưởng thôn Đông Tạo Đông, ủy viên; 16, ông Lưu Quang Dũng, phó thôn Đông Tạo Đông, ủy viên; 17, ông Đào Đức Long, phó thôn Đông Tạo Đông, ủy viên; 18, bà Lưu Thị Nguyên, trưởng ban công tác mặt trận đóng lễ, ủy viên; 19, bà Giang Thị Vịnh, trưởng ban công tác mặt trận xã Tân Tiến, ủy viên; 20, bà Nguyễn Thị Quỳnh, trưởng ban công tác mặt trận thống nhất, ủy viên; 21, ông Vũ Văn Điều, trưởng ban công tác mặt trận xã Đoàn Kết, ủy viên; 22, ông Lê Thế Nghiêm, sớm thống nhất, ủy viên; 23, bà Lưu Thị Hoa, sớm Kim Xà, ủy viên; 24, ông Lê Văn Tung, sớm thống nhất, ủy viên; 25, ông Bùi Ngọc Thiện, sớm Trung Đình, ủy viên. Điều 2, ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng đảm bảo đúng pháp luật tôn giáo tín ngưỡng. Điều 3, văn phòng Ủy ban nhân dân xã, các cơ quan ban ngành, các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành, thay mặt Ủy ban nhân dân xã, chủ tịch Nguyễn Văn Chiến ký tên và đóng dấu. Nơi nhận: thường trực đảng ủy, thường trực Ủy ban nhân dân xã như điều 3 và lưu văn phòng.
đó là toàn bộ nguyên văn của quyết định về việc thành lập ban tổ chức lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng. Xin được tha lời ban tổ chức tuyên đọc và trân trọng chúc mừng sức khỏe toàn thể các thành viên trong ban tổ chức. Xin trân trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính thưa quý vị khách quý, đại biểu chính quyền các cấp, ban ngành, kính thưa toàn thể quý liệt vị nơi hội trường thân thương. Quả thật ra chùa ta An Dưỡng thân thương, bao năm khắc khoải canh trường xót xa, từ nay khởi nghiệp hoang ca, mỏ chuông khu khoắng trang hòa sớm thơm. Thật vậy, hòa trong niềm vui ngôi chùa An Dưỡng tại xã Đông Tạo, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên một lần nữa được phục dựng sau 70 năm nằm trong thế giới tâm linh và tâm khảm của những người dân nơi đây. Giờ đây đã trở thành hiện thực sống động trước tầm nhìn và ánh mắt của tất cả quý đại biểu hiện diện. Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh An Tịnh Ngọc, sẽ theo sự sắp xếp phân công của ban tổ chức đại diện Phật tử nơi đạo tràng chùa An Dưỡng dâng lên những lời cảm tưởng vui mừng về thành tựu mới nơi làng quê của mình trước đại lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời Phật tử An Tịnh Ngọc đọc cảm tưởng của Phật tử nhân ngày đại lễ hòa trong niềm vui chung. A Di Đà Phật, kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ mười phương Tam Bảo, cung kính sư thầy Thích Nữ Liên Tường, kính thưa quý vị đại biểu đại diện chính quyền các cấp, thưa các Phật tử và quý vị gần xa cùng bà con trong và ngoài xã. Hôm nay thật là phúc duyên vô cùng to lớn cho hàng Phật tử chúng con trước Phật đài nghiêm tịnh. Chúng con cung kính đảnh lễ quý ngài, nép mình dưới bóng từ quang của sư thầy và kính mừng đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng Đông Tảng. Nhớ lại cách đây 7 năm về trước, cũng nơi mảnh đất này, cảnh vật hoang vu và lạnh lẽo, chúng con chưa bao giờ dám tới đây. Mặc dù khu đất này đã từng có ngôi chùa cổ, nhưng qua bao thăng trầm của cuộc sống, của chiến tranh, chùa cổ đó đã dần biến mất. Thế rồi, giáo pháp vi diệu lại xuất hiện. Nhờ ân đức của sư thầy Thích Nữ Liên Tường, chúng con dần dần quy hướng Tam Bảo, hành trì con đường tu tập theo chính pháp Như Lai. Ngôi chùa An Dưỡng từ đó đến nay, với bóng dáng của sư thầy cùng các Phật tử, với hồi chuông tiếng mõ, lời kinh trầm ấm ngày đêm như pháp âm vi diệu thấm nhuần vào từng ngọn cỏ cành cây, vào trái tim của những người con Phật nghèo khó nơi đây. Có được ngôi Tam Bảo uy nghi vững chãi, ngôi chùa đẹp đẽ, khang trang và thoáng mát, chùa cổ An Dưỡng tự xa xưa nay lại hiện diện nơi này, là nhờ lòng từ bi của sư thầy đã cảm hóa hàng Phật tử chúng con trong và ngoài nước biết phát tâm tu tập và phát tâm cúng dường. Người góp công, kẻ góp của, tất cả đều hết lòng tận tụy nên Phật sự này sớm thành tựu như vậy. Công đức này thật lớn lao, thật chan chứa giáo lý đạo tình. Chúng con thầm nghĩ, nếu không gặp Phật Pháp, không gặp sư thầy, không biết chúng con sẽ trôi dạt về đâu, sẽ tạo thêm những nghiệp chướng gì nữa. Thật đáng sợ là những Phật tử từ nhiều tầng lớp trong xã hội, nhờ quy y Tam Bảo, vâng lời Phật dạy, chúng con biết làm điều lành, tránh xa điều dữ, thương yêu và giúp đỡ người nghèo khó, chuyển hóa dần dần ba nghiệp tham sân si của mình. Nhờ thế cuộc sống nội tâm của chúng con đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước.
Phật Pháp vì thế trở thành mầu nhiệm đối với hàng Phật tử chúng con, cũng là góp phần không nhỏ cho việc cải thiện xã hội, cải thiện đời sống văn minh, đạo đức của mọi người. Chúng con tự biết mình phước mỏng nghiệp dày, nên cố gắng gieo duyên với Tam Bảo, được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Thật sự từ những phút ban đầu, chúng con không biết mình có thể hộ pháp được tới đâu. Chúng con vô cùng lo lắng, vô cùng kính thương sư thầy, một người nữ thân gầy nhỏ bé, một mình nơi đất khách quê người, với bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhưng thầy vẫn một lòng vì Phật Pháp, vì hàng Phật tử chúng con đứng ra gánh vác. Phật sự to lớn như thế này, dù gặp nhiều trắc trở trong lẽ đời cuộc sống, nhưng thầy vẫn vững vàng trên con đường xây dựng. Có lẽ chính nhờ đại tâm đức ấy đã chiêu cảm đến hàng Phật tử chúng con khắp nơi, cũng như trong và ngoài nước phát tâm, cùng chung vai góp sức nên mới có được ngôi chùa như ngày hôm nay. Thật là đại duyên đại phúc cho tất cả chúng con. Toàn thể chúng con xin đứng trước sư thầy đê đầu bái tạ trọng ân cao cả này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền đã tận tâm giúp đỡ chúng tôi có thể hoàn thành được tâm nguyện, đã hiến cúng trả lại đất và góp phần xây dựng ngôi chùa cổ An Dưỡng Tự này, là công trình tâm linh tại trung tâm lễ hội Trừ Đồng Tử Tiên Dung Tây Sa Công Chúa. Kính thưa sư thầy Thích Nữ Liên Tường, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con trong và ngoài xã, ngôi chùa cổ An Dưỡng Tự được xây dựng lại là một hóa thành để cho hàng Phật tử chúng con dừng bước phong trần. Cả một đời phiền não bùa vây, tâm tư loạn động với bao nhiêu toan tính muộn phiền, ngày nay đã có chiếc phao Phật Pháp cứu vớt. Chúng con nguyện một lòng quay gót trở về, từ đây theo thầy học đạo, siêng tu thanh tịnh ba nghiệp, phụng sự Tam Bảo để đền ơn Phật Tổ. Phật tử chúng con xin nguyện với mình dưới sự chỉ dạy bảo ban của sư thầy, nguyện đồng lòng tu tập, đồng lòng hộ trì Tam Bảo. Ngôi chùa cổ An Dưỡng Tự nay đã làm lễ khánh thành, nhưng công việc xây dựng vẫn chưa xong. Những giai đoạn sắp tới, chúng con luôn mong mỏi sự chung vai sát cánh của chư huynh đệ hữu duyên gần xa, bởi vì chúng ta không tiếp tục nắm tay đồng hành hộ trì Tam Bảo thì nỗi lo của sư thầy biết tỏ cùng ai. Chúng con còn nhớ thầy đã dạy tăng ni và nam nữ Phật tử là chúng đệ tử không thể thiếu của Đức Như Lai, không thể lìa nhau mà phải nương tựa vào nhau để làm nền tảng cho Phật Pháp vững mạnh. Sư thầy lấy đức tu để khai hóa dẫn dắt Phật tử chúng con trên con đường chính Pháp. Hàng Phật tử tại gia chúng con nguyện một lòng hộ trì Tam Bảo và vâng theo chỉ giáo của sư thầy mà nỗ lực tu tập để hết khổ được vui. Đó cũng chính là những gì chúng con xin được chia sẻ với tất cả chư huynh đệ tử có duyên với nơi đây. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa sư thầy cùng toàn thể bà con kính mến, nhân ngày khánh thành chùa An Dưỡng Đông Tảo, con thay mặt cho các Phật tử chúng con thành kính hướng về đảnh lễ chư Phật, chư đại Bồ Tát, hộ pháp Long Thiên, già Lam Thánh chúng, liệt vị chư thiên hộ trì giáo pháp, thành kính đảnh lễ sư thầy. Chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho sư thầy sống lâu mạnh khỏe, vững tâm nơi đời để dìu dắt chúng con trên con đường Phật Pháp. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính chúc sức khỏe tất cả quan khách, đại diện chính quyền và toàn thể bạn bè pháp hữu gần xa, chư Phật tử hiện diện hôm nay được an vui hạnh phúc.
vạn sự cát tường như ý. Cầu nguyện cho âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình, đồng chiêm lợi lạc. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật trân trọng cảm ơn lời phát biểu cảm tưởng của Phật tử An Tịnh Ngọc thay mặt cho toàn thể quý Phật tử và toàn thể nhân dân nơi địa bàn xã Đông Tạo và quý Phật tử ngôi chùa An Dưỡng thân thương này. Trân trọng kính chúc sức khỏe và cũng như lời nguyện chư Phật sẽ luôn gia hộ cho Phật tử cùng gia đình luôn tính tâm và thăng tiến trên đường tu học Phật pháp dưới sự hướng dẫn của sư thầy ân sư của mình. Trân trọng kính chúc sức khỏe một lần nữa, xin tán dương công đức. Mái chùa một sáng sắc vàng tươi, về đây nghe ấm cả lòng người. An Dưỡng và Lam mừng khánh lễ, chúc phúc trao nhau vạn nụ cười. Trong tinh thần chúc phúc trao nhau vạn nụ cười, hôm nay bộ phận văn nghệ của ban tổ chức đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng sẽ dâng lên đại lễ một tiết mục chúc mừng đại lễ vô cùng khởi sắc và trang trọng. Xin cung thỉnh chư tôn đức và mời toàn thể quý lực vị đồng hoan hỷ thưởng thức. Đón nhận lãng hoa và xin cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Đức trao tặng lãng hoa chúc mừng. Giờ đây xin đại diện doanh nghiệp tư nhân cửa hàng vàng bạc Dũng Mùa bước lên lễ đài để trao tặng lãng hoa chúc mừng đại lễ hôm nay. Và vào giờ này, trong ý nghĩa như lời của ông Phó Phòng Nội vụ vừa có lời tâm tình gần cuối cái bài phát biểu là hương của các loài hoa không thể bay ngược gió, hương của người đức hạnh ngược gió bay muôn phương. Trong tinh thần và ý nghĩa thiêng liêng ấy, trong đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa An Dưỡng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh trưởng lão Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Minh Tâm, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Trụ tỉnh Long An hoan hỷ có lời đạo từ cho đại lễ hôm nay. Xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện đạo tràng khánh thành chùa An Dưỡng hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý, các cấp chính quyền sở tại huyện và xã, kính thưa toàn thể đồng bào Phật tử nam nữ đại tiểu có mặt hiện diện trong ngày khánh thành đại lễ chùa An Dưỡng hôm nay, cũng nhân duyên vì đại sự Phật pháp mà cái ngôi chùa hôm nay được thành lập khánh thành
là cũng là một cái nhân duyên lớn, vì sư cô ni sư và cũng là hàng học giả. Mà tại sao các ở là nước ngoài rồi địa phương nhà cũng có nhiều chùa, cũng là sư cô ni sư cũng phải là đảm nhiệm, mà tại vì nhân viên của Phật pháp đã ban cho một cái tùy duyên bổ xứ mà sư cô về tại đây. Cũng như các cụ già đã nói là hơn 70 năm mà cái làng B xa vắng cảnh chùa, Phật tử các cụ già khao khát ngưỡng mộ, mà sư cô mới vào cái đất Đông Lão này mà cũng là đồng bào Phật tử mến mộ. Nên sư cô anh đi sư là về đây thắp một ngọn đèn chánh pháp để dìu dắt tất cả chúng sanh ở đây nương nhờ Phật pháp trí tuệ. Đó là mà một cái công hạnh lớn lao của sư cô ni sư. Về đây mà nghe nói là miếng đất hoang vắng mà ni sư đã làm một cái đại sự như thế này, thì cái đó thì nhờ mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Liệt Vị Tổ Sư và chư vị tiền bối mà gia hộ, rồi đồng bào Phật tử các cấp chính quyền hỗ trợ cho ni sư làm nên một cái công trình vĩ đại. Wow. Như cái công trình này mà làm có 14 tháng thì thiệt là không thể mà tưởng tượng được. Ở trong miền Nam mà như vậy là làm là phải mấy năm trời. Mà sư cô ni sư mà làm như vậy thì cũng nhờ chung lưng đầu cật tất cả các cấp chính quyền và đồng bào Phật tử đây mạnh thường quân hỗ trợ, thiệt là một cái đó là một cái đại sự nhân duyên lớn ha, mới có làm được. Và chư vị Liệt Vị Tổ Sư Phật pháp gia hộ thì không có cái gì hơn, thì hôm nay cũng là ngày là thành công rực rỡ ha, ngày khánh thành đại thành cái già làm như vậy, thì cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương chư Phật gia hộ cho ni sư, còn những hạng mục công trình khác sớm thành tựu như ý nguyện của đồng bào Phật tử và tâm nguyện của ni sư, cũng là mau là nó là hoàn thành như các hạng mục. Cũng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đại tràng chúng con xin thành kính tri ân công đức đầu sanh của hòa thượng chứng minh với những lời đầu từ tán dương cũng như khuyến tấn vừa qua. Đạo tràng chúng con ngôi chùa An Dưỡng và toàn thể Phật tử thân thương xa gần hiện diện nơi đây xin nguyện khắc ghi lời chỉ dạy của hòa thượng và mãi mãi giữ lòng son và ánh đạo vàng, để chúng con sẽ được thăng tiến trên đường tu học đạo từ bi giải thoát, đem đến sự an lạc tốt đạo đẹp đời. Xin kính vấn an sức khỏe của hòa thượng chứng minh, và xin có một tràng pháo tay một lần nữa chúng con nói lên thâm tình kính ngưỡng của chúng con. A Di Đà Phật. Và để cho không khí trang nghiêm thiêng liêng trước khi lễ cắt băng khánh thành được tiến hành, chúng con sẽ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cũng như mời quý vị khách quý và toàn thể đạo tràng hoan hỷ tạo điều kiện và thời gian ít phút để lưu lại những ảnh lưu niệm cho đại lễ khánh thành hôm nay nơi đạo tràng, sân khấu cũng như nơi hội trường. Đó là lời phát nguyện, tâm nguyện thiết tha của chúng con. Và sau lời cảm tạ và hồi hướng bế mạc là chụp ảnh lưu niệm, và sau đó chúng con mới cử hành nghi lễ cắt băng khánh thành để chúng con thực hiện nghi lễ truyền thống Phật giáo cho lễ khánh thành hôm nay. Ngưỡng mong chư tôn đức hoan hỷ chứng minh. Và trong đại lễ cắt băng khánh thành, ban tổ chức chúng con sẽ cung thỉnh trưởng lão hòa thượng chứng minh
Cung thỉnh ni sư Thích Nữ Liên Tường sẽ kính mời ông Phó Phòng Nội vụ, kính mời ông Bí Thư xã, kính mời ông Chủ tịch xã, kính mời ông Phó Chủ tịch xã, Trưởng ban Tôn giáo kiêm Trưởng ban Tổ chức đại lễ khánh thành hôm nay, sẽ kính mời ông Trưởng ban Mặt trận Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, kính mời cụ Phó Bí Thư Giang Nam Khương, kính mời đại diện, và xin được trân trọng cùng kính mời cụ Nguyễn Khắc Ngũ ở thôn Dũng Tiến, và chúng con xin được tuyên dương đại danh của chư tôn đức cũng như quý vị khách quý các ban khánh thành như sau. Một, chúng con cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Đạo hiệu Thường Minh Hạ Tâm. Hai, chúng con sẽ cung thỉnh ni sư Thích Nữ Liên Tường. Ba, ban tổ chức sẽ kính mời ông Nguyễn Như Bảo, Trưởng ban Tôn giáo huyện. Đó là hồng danh của chư tôn đức cũng như quý vị khách quý sẽ quan lâm các ban khánh thành. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị khách quý, toàn thể quý vị Phật tử hiện diện thân thương. Quả thật, như lời của chúng con vừa tâm nguyện, chùa là xứ sở của dân ta, chùa giữ quê hương nghĩa đậm đà, chùa đem đến niềm tin cho nhân loại, chùa gieo hạnh phúc khắp gần xa. Trong tất cả những ý nguyện tâm thành, sự thiêng liêng thành kính của đạo tràng chùa An Dưỡng, chúng con dâng lên trong đại lễ khánh thành hôm nay. Chúng con xin thành kính tri ân công đức độ sanh và hành nguyện lời tha của chư tôn thiền đức tăng ni. Vì lòng bi mẫn, vì ngọn đèn chánh pháp được trường tồn trên thế gian, mà quý ngài đã đáp lời lời thỉnh cầu của ban tổ chức, không quản đường xá xa xôi từ trong Nam trở về nơi vùng Hưng Yên, huyện Khói Châu, xã Đông Tảo, đạo tràng chùa An Dưỡng, để chứng minh cho đại lễ khánh thành, hòa trong niềm vui chung của toàn thể dân làng của chúng con. Quả là công đức độ sanh quý ngài thật lớn lao. Nếu không có quý ngài tiếp truyền chánh pháp của Như Lai, chắc hẳn chúng con và chúng sanh khó được có chỗ nương nhờ và tu học đạo từ bi giải thoát, từ đó hoàn thiện thân tâm của chính mình. Chúng con xin thành kính nói lên lời tri ân công đức độ sanh ấy. Kính nguyện Tam Bảo mười phương gia hộ chư chư tôn thiền đức tăng ni luôn được pháp thể khương an, thế thọ tăng long, đào thọ miên trường, cửu trụ nơi cõi ta bà này, để dẫn dắt hướng dẫn chúng con và chúng sanh vững bước trên lộ trình tìm về bản tánh giác ngộ vốn có của chính mình, và thăng tiến trên đường tu học đạo từ bi giải thoát dưới sự dẫn dắt của quý ngài và hình bóng trang nghiêm mô phạm của chư tôn đức. Đồng thời, ban tổ chức cũng không quên gửi lời tri ân sự quan tâm nhiệt tình của các cấp chính quyền địa phương sở tại. Từ lúc ni sư Thích Nữ Liên Tường trở về chùa An Dưỡng cùng toàn thể nhân dân và Phật tử nơi đây kiến tạo tái thiết trùng tu ngôi chùa An Dưỡng này, nếu không có sự quan tâm nhiệt tình cố vấn hỗ trợ giúp đỡ ấy, chắc chắn công việc cũng khó được thành tựu trong khoảng thời gian mới 14 tháng vừa qua. Thật là một công trình không thể ngờ được sẽ đi đến thành tựu rất là sớm như thế. Đó là xin trân trọng tri ân tất cả sự quan tâm nhiệt tình của chính quyền sở tại, quan tâm đến ngôi chùa tâm linh, đến cơ sở thờ tự văn hóa của địa bàn, của địa phương mình, và luôn luôn muốn cho địa phương mình có cả văn hóa tâm linh cùng với sự vật chất đồng thăng tiến phát triển, cũng là những người con trung kiên của đất nước, lèo lái gìn giữ những tư tưởng, gìn giữ những nếp son văn hóa của dân tộc từ ngàn xưa lưu giữ của tổ tiên. Xin được trân trọng tri ân những sự hỗ trợ nhiệt thành ấy. Ban tổ chức cũng không quên tri ân những sự đóng góp hỗ trợ về nhân lực, vật lực, tài lực của quý vị nhân sĩ trí thức, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân xa gần đã nhiệt liệt vì công trình văn hóa tâm linh mà hỗ trợ giúp đỡ để có được thành tựu như ngày hôm nay như chúng ta đã thấy. Và cũng không quên gửi lời cảm niệm công đức của quý vị Phật tử xa gần cùng bà con nhân dân trong ngoài địa bàn xã Đông Tàu, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên đã nhiệt thành hỗ trợ cho công trình Phật sự được thành tựu viên mãn. Xin kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền luôn được sức khỏe dồi dào, hạnh phúc trong gia đình, hòa bình trong gia đạo, thành công trong chức nghiệp của mình, để lèo lái con thuyền đưa đất nước đến sự an lạc,
ấm no và đưa nhân dân đến sự tự do dân tộc, sự ấm no với ý nguyện chân thành và sự truyền thừa của tổ tiên, của dân tộc. Nói tiếp tấm gương đạo đức của cố chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ, vị danh nhân văn hóa vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam và của thế giới. Xin trân trọng cảm niệm tất cả những thâm tình ấy. Kính nguyện Tam Bảo Gia Hội cho quý Phật tử luôn luôn được thân an tâm lạc, thăng tiến trên đường tu học đầu từ bi giải thoát dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức ân sư của mình. Và hồi hướng tất cả những gì có được cho đại lễ hôm nay, xin dâng hiến hồi hướng cho pháp giới âm dương, kẻ còn người mất đều được lợi lạc. Trong suốt quá trình diễn ra đại lễ khánh thành và các nghi tiết suốt hai ngày qua, chắc chắn ban tổ chức dù có tổ chức chuẩn bị vẫn không thể nào tránh khỏi những điều sơ suất. Ngưỡng mong chư tôn đức, toàn thể quý vị khách quý và quý liệt vị cũng như Phật tử xa gần từ bi hoan hỷ bỏ qua cho để ban tổ chức được thành tựu và được an lạc ở chính mình. Cũng không quên gửi lời tri ân sự hỗ trợ của bộ phận công an và các ban ngành cùng hỗ trợ cho sự an ninh trật tự của đại lễ hôm nay suốt mấy ngày qua cũng như tất cả những công tác chuẩn bị. Quý vị trong bộ phận quay phim nhiếp ảnh lưu giữ những hình ảnh vô cùng thân thương, những hình ảnh đáng nhớ cho đại lễ hôm nay. Xin trân trọng tri ân tất cả những sự đóng góp cúng dường hỗ trợ đó cho ngày đại lễ khánh thành hôm nay. Kính chúc quý vị thành tựu như ý nguyện, hạnh phúc trong gia đình, thành công trong sự nghiệp, luôn luôn an hòa trong gia đạo và có được cuộc sống bình yên. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức mời toàn thể đạo tràng đồng đứng lên niềm hồi hướng. Nguyện đem công đức này ơi hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con quỳ lạy Phật chương minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, bao nhiêu nghiệp chướng khổ nạn tiêu tan, lạy Phật Quán Quan Âm, con cúi đầu cầu xin ơn phước nhiệm màu từ bi cho con giọt nước cam lồ. Phật Quan Âm, con cúi đầu thành tâm sám hối những tội lỗi xưa. Lạy Phật Quan Âm, lạy Phật Quan Âm. Phật chứng minh hai hàng
Phật Quan Âm. Con cúi đầu cầu xin ơn phước nhiệm màu từ bi, cho con giọt nước cam lồ đời con đau khổ muôn ngàn đắng cay. Quán Âm, lạy Phật Quán Âm, con cúi đầu thành tâm sám hối những tội lỗi xưa. Lạy Phật Quán Âm, lạy Phật Quán Âm, lạy Phật Quán Âm. Thank you.